Gần 30 năm trước, gia đình chị Him cùng các hộ dân trong thôn nhường đất để làm thủy điện Hòa Bình, với ước mong có được cái điện thắp sáng bản làng. Từ ngày chuyển đến khu tái định cư ở xã Hiền Lương, huyện Đà Bắc, những chiếc đèn được thắp sáng thì cũng là lúc tương lai gia đình chị tối dần. Không đất canh tác, chạy ăn từng bữa, cả gia đình bốn người chỉ biết trông chờ vào nghề làm tăm tre. Mùa măng thì đi lấy măng, mà mùa cây như này là chưa có măng thì đi chặt cây về để bán ăn thôi. Chỉ tăm này mà năm nay, năm ngoái, cuối năm ngoái với năm nay và có chỗ xuống chỗ bên đây mới đi làm có mấy buổi thôi. Hôm đi này, hôm đi nọt sẽ đi được mấy. Chiếc ao cá rộng chưa đến 10 mét vuông này lại là nguồn thu nhập chính của gia đình ông Sơn. Đã bước sang tuổi xưa này hiếm, thế nhưng quanh năm suốt tháng, vợ chồng ông vẫn chưa được một ngày thảnh thơi khi cuộc sống vẫn bữa no, bữa đói. Bao giờ mà năm cũng phải đói từ 3 đến 4 tháng. 3-4 tháng là không có hạt gạo. Thì ăn sắn, nhà nào mà khá lắm thì sắn nó độn cơm, mà không thì đúng là chỉ là cái sắn, không luộc mà ăn. Miếng ăn hàng ngày còn phải chật vật từng bữa, chứ đừng nói đến những điều kiện sống tối thiểu. Không có đất sản xuất, dân trí lại thấp, cuộc sống của người dân Hiền Lương giờ cũng bấp bênh như cái sự lên xuống của dòng nước sông Đà. Cái việc hỗ trợ đó thì vẫn chưa mang lại hiệu quả, bởi vì cái việc đầu tư là chưa nghiên cứu về thổ nhưỡng và chưa nghiên cứu về cái khí hậu ở đây, cho nên là cái việc đầu tư vào vẫn không có hiệu quả. Không có kế hoạch lâu dài cùng với những giải pháp ổn định sau khi thu hồi đất và tái định cư cho người dân là nguyên nhân khiến không biết bao nhiêu người lâm vào cảnh sống bấp bênh. Trong dự thảo luật đất đai sửa đổi, một trong những điểm mới được cho là cần thiết và phải thực thi hiệu quả là phải có những giải pháp bền vững để mang lại cuộc sống ổn định cho những người bị thu hồi đất. Có thể là do nội dung quy định, cũng có thể là do cái cơ chế để thực thi cái chính sách đấy là nó thiếu đồng bộ, thiếu thống nhất và thiếu cụ thể. Việc hỗ trợ là phải có mục tiêu, và cái hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp và tạo việc làm thì phải bằng những cái chương trình cụ thể của địa phương, và hơn ai hết là các địa phương là phải nắm được cái chỗ này, đồng thời là nó cũng phải phù hợp với từng cái loại đối tượng một. An cư thì mới lạc nghiệp, nhưng an cư rồi người dân lại không có nghề nghiệp vẫn là câu chuyện của nhiều địa phương. Nhà máy thủy điện Hòa Bình giờ đã là một trong những nguồn cung điện chính của cả nước. Nhưng suốt 3 năm qua, hàng trăm hộ dân từng nhường đất cho công trình quan trọng ấy cũng chỉ mong một tia sáng lẻ loi.